Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh là TK Bonsai có đến chỗ anh Thanh và có review một số cây bông giấy và có báo giá chi tiết luôn nha bà con. Tại nhà anh Thanh ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Rồi, chào anh Thanh Thanh ơi. À, em chào anh, em chào cô chú khắp mọi miền Tổ quốc. Hôm nay con có 9 phôi bông giấy muốn giao lưu với cô chú ạ. Này với Mỹ, với sắc pháo, với giấy trắng. Rồi. Giờ cây số 1 đi. Dạ, cái số 1. Cái số 1 là phôi giấy đỏ. Chủ nhà báo con là giấy đỏ. Vậy là mình chưa thấy mặt bông ha. Chưa thấy mặt bông tại người ta xài bông gọi chơi hết bông mà tôi bứng hết bông. Rồi, cho chiều cao luôn đi. Bay ra là 63. Rồi, 63. Quanh thân là 24. Rồi. Đi cho đế. 67. Rồi. Cây số 1 mình giao lưu nhiêu anh Thanh? Phôi số 1 này giao lưu với giá là 2 triệu 2 bao ship toàn quốc ạ. Rồi, mình đọc số điện thoại luôn anh Thanh. Số điện thoại là 0939 272 454 cũng là số Zalo. Rồi. Rồi, cây số 2. Phôi số 2 là phôi giấy sắc pháo ạ. Rồi, cho chiều cao luôn ha. Chiều cao là 55. Quành thân là 34 ạ. Rồi. Cây số 2 mình giao lưu nhiêu anh ha? Cây số 2 này giao lưu với giá 2 triệu mốt ạ. Rồi, giá 2 triệu mốt, bao ship toàn quốc luôn ha. Dạ, bao ship toàn quốc. Rồi, cây số 3. Phôi số 3 này cũng là giấy sắc pháo à. Rồi, chiều cao luôn này. Cao là 1,06 m. Bình thân vị trí hiện tại là 39 à. Rồi, 39. Cái này có vết thẹo xích bên trên ha. À, đây có cái thẹo đục rồi. Đó mình xử lý rồi ha. Xử lý keo. Rồi, cây số 3 này giá nhiêu anh Thanh? Cái số 3 này giao lưu cũng với giá là 2 triệu mốt mà. Rồi, giá 2 triệu mốt luôn nha bà con. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, cây số 4. Cây số 4 cũng là giấy sắc pháo à. Rồi, chiều dài luôn anh. Chiều dài là tới cô gái này là 55 à. Rồi, quanh luôn. Quanh thân là 33. Rồi.
cây số 4. Bộ số 4 này giao lưu cũng với giá là 2,1 triệu. Rồi, giá 2,1 triệu luôn nha bà con. Rồi, cây số 5. Cây số 5 là giấy hai màu ạ. Cà bồi. Mình có biết màu gì không? Màu trắng với màu hồng. Rồi, màu trắng với màu hồng luôn. Rồi, chiều cao luôn thôi này. Chiều cao lên tới đỉnh là 1 mét ạ. Rồi, cái cành bay khoảng dương. Cái cành này nó hơi khó đó. Ngay vị trí đó đi. 73. 73. Thằng chỗ này là 37 ạ. Rồi, 37 luôn. Rồi, cây số 5, giá cây luôn. Cây số 5 giao lưu với giá 3,5 triệu ạ. Rồi, giá 3,5 triệu nha bà con. Bà ship toàn quốc luôn. Cây số 6. Này bóng giấy gì à? Cái này cũng là sắc pháo. Rồi, chiều cao trước đi. Chiều cao hiện tại là 1m1. Rồi. Tán ngang à. Tán ngang là 76. Một thăng là 35 ạ. Hai thăng luôn. Hai thăng là 55. Rồi. Quay vòng đấy luôn. Nó có bị lúa ha? À, bị lúa này, xử lý làm lúa hết luôn ạ. Lúa này nữa lành không anh? Này nó cũng nó kéo hẹo từ từ lại. Chứ okay. Nói mình đợi nó lành hết thì chắc không lành hết nổi này. Nó chỉ một phần nào đó thôi ha. Dạ. Cây này mình giao lưu như anh? Hồi số 6 này giao lưu giá 3,6 triệu ạ. Rồi, giá 3,6 triệu nha bà con. Rồi, cây số 7. Rồi, phôi số 7. Phôi số 7 là phôi giấy Mỹ. Rồi, chiều cao luôn anh ơi. Chiều cao là 1m16. Rồi, 1m16. Hoàng. Eo trên đây là 38 ạ. Rồi. Ngay cổ rễ là 56. Rồi. Nguyên cái đế. Cổ chỗ này là 88 ạ. Rồi. Quanh vòng đế luôn. Cây số 8, cây này mình giao lưu nha anh. Cây này cây số 7 giao lưu với giá là 5,2 triệu ạ. À, cây số 7 nha bà con. Giá 5,2 triệu.
Rồi, cây số 8. Số 8 là phôi giấy Mỹ. Phôi giấy Mỹ nha bà con. Hơi dài, hơi khó quay chút nha cô chú. Rồi, cái này chiều dài mình phán nhiêu anh? Để em hạ không đó thử. Chiều dài là 1m36 ạ. Rồi, 1m36. Tới cái ngay cái củ nạc. Dạ. Hoành. Ngay vị trí đó đi. Ngay vị trí hiện tại này là 45. Rồi, nguyên cái đế này khoảng nhiêu không? Đó, củ nạc. Rồi, ngay củ nạc đi. Củ nạc này là 97. Cô này 97 nha bà con. À, cây số 8. Cây số 8 này giao lô với giá 7,5 triệu mà bà ship toàn quốc. Rồi, giá 7,5 triệu nha bà con. Bà ship toàn quốc luôn. Rồi, cây số 9. Cây số 9 cây tàn ha. Này bông giấy hồi xưa mình hay gì? Cái này là cái giấy trắng ạ. Giấy trắng. Này cao chắc khoảng nhiêu anh? 2 mét không? Này có 2 mét. Cao 2 mét đi ha. Rồi. Rồi mình đau hoành thử anh. Cái này là cây nằm chậu nha các cô chú. Thần chậu luôn ha. Thần chậu. Cái này là 35 rồi. Rồi 35. Cái củ đế. Củ nạc là 59. Rồi 59. Thoát thân này chắc cỡ 60 không? Hào hào thôi. Thoát thân 80. 80. Rồi, cây số 9. Cái này giá nhiêu thân? Cái này giao lưu với giá 3,6 triệu à. Rồi, 3,6 triệu. Cây số 9 này cũng là cây cuối cùng à. Rồi, giá 3,6 triệu bà ship toàn quốc luôn nha bà con. Rồi mình chào bà con luôn anh Thanh ơi. Kính chào cô chú rồi, mong cô chú ủng hộ con à. Rồi chào anh Thanh luôn. Cây này thì nữa có gì cũng tỉa sơ sơ lại cho nó gọn gọn nơi bớt nha. Rồi. Rồi kênh LTK Bonsai xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video. Nếu mình đồng ý cái nào thì mình alo cho anh Thanh, mình giao lưu nha bà con. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại bà con vào video lần sau.